Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học quy trình thiết kế điện nước nhà biệt thự. Khóa học hướng dẫn cầm tay chỉ việc, tính toán và vẽ điện nước nhà biệt thự hiện đại từ A tới Z. Tôi, Đỗ Văn Đức, giảng viên Học viện Gizento, đồng thời cũng là chủ trì thiết kế điện nước của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Trong buổi học trước, tôi đã hướng dẫn các bạn tiếp nhận công trình và lên phương án điện nước. Trong buổi học ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn triển khai lập thuyết minh tính toán phần điện. Thì mẫu biệt thự hiện đại mà tôi đưa vào khóa học ngày hôm nay trong cái buổi khóa học này là một mẫu biệt thự hiện đại với phong cách rất là phát triển và tiên tiến, thì gồm có một hệ thống bể bơi và hệ thống sân vườn. Như hôm trước tôi đã giới thiệu cho các bạn xem là cái mẫu biệt thự này sẽ gồm như thế nào. Đấy, thì đây chính là cái không gian phối cảnh mà các bạn kiến trúc sư đã có gửi cho khách hàng và chốt với gia chủ, được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là khá là hầm hú và nhìn rất là lung linh, đúng không các bạn? Thì buổi học ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn triển khai lập thuyết minh tính toán phần điện. Thì như các bạn đã biết, thì việc lập thuyết minh tính toán phần điện quan trọng nhất chính là những cái tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho hệ thống điện của chúng ta. Thì có rất nhiều tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành để áp dụng cho quá trình thiết kế điện dân dụng. Đầu tiên là tôi sẽ kể về tiêu chuẩn Việt Nam 4086-1985, tiêu chuẩn an toàn điện trong xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng 16-1986, chiếu sáng nhân tạo trong các công trình dân dụng, tiêu chuẩn 2006 quy phạm trang bị điện TCN 11 TCN 2006, tiêu chuẩn Việt Nam 394-2007 thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong công trình xây dựng phần an toàn điện, tiêu chuẩn Việt Nam 9206-9207-2012 đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng và đặt đường dây dẫn điện trong nhà và công trình công cộng. Thứ ba là tiêu chuẩn Việt Nam 33-2005 thiết kế hệ thống cấp điện theo tiêu chuẩn IEC và hệ thống chiếu sáng thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng đô thị. Tiêu chuẩn 9385-2012 chống sét cho công trình xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng 7114-2008 tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong và ngoài nhà các công trình xây dựng. Ngoài ra có rất nhiều tiêu chuẩn khác đó, thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên mạng hoặc là trên Google các bạn nhé. Thì đây là những cái tiêu chuẩn chúng ta áp dụng. Thì chúng ta phải chú ý thêm vào các tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn 9206, 9207, 2012 và tiêu chuẩn 7114, 2008 để chúng ta lập thuyết minh và tính toán phần chiếu sáng cũng như là ổ cắm, đặt các phần CB bảo vệ cho các thiết bị điện của ta một cách chính xác và đúng theo cái tiêu chuẩn các bạn nhé. Phần thứ hai là các bạn sẽ tính toán hệ thống cấp điện. Thì với cái mặt bằng công năng mà các bạn đã có trong cái phần kiến trúc, thì các bạn sẽ lên ý tưởng trong phòng chúng ta có bao nhiêu phòng và mỗi phòng này có bao nhiêu thiết bị sử dụng điện. Đấy. Thì ví dụ như phòng ngủ chúng ta sẽ có các thiết bị điện nào? Ví dụ như đây là chúng ta sẽ có ổ cắm cho sấy chẳng hạn, ổ cắm cho TV, ổ cắm cho laptop, ổ cắm cho các đèn chiếu sáng đầu giường hoặc là chúng ta sạc điện thoại chẳng hạn. Thì đây, ví dụ phòng ngủ như vậy. Phòng bếp chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có là ổ cắm cho bếp điện, ổ cắm cho lò vi sóng, ổ cắm cho tủ lạnh, ổ cắm cho máy lọc nước ở phía dưới các bàn bếp, ổ cắm cho bếp lẩu khi có khách khứa, được chưa? Ở phòng khách chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ có những cái ổ cắm cho phục vụ cho tivi, loa thùng, camera an ninh hoặc là mạng internet hoặc là những cái vị trí cắm quạt, cũng như là vị trí ví dụ tiếp khách chúng ta sẽ có bếp lẩu chẳng hạn, thì vị trí phòng khách này, phòng bếp đó. Nhà vệ sinh chúng ta sẽ có cái gì? Có thêm bình nóng lạnh các bạn nhá. Thì đó, chúng ta sẽ bình nóng lạnh và đèn sưởi. Đấy, thì các thiết bị điện đó chúng ta sẽ bắt đầu lập một cái bảng Excel ra để chúng ta sẽ thống kê xem là mỗi phòng sẽ có bao nhiêu thiết bị sử dụng điện và cái nguồn điện đó là nguồn điện cho ổ cắm hay nguồn điện cho chiếu sáng, để chúng ta thống kê và chúng ta bắt đầu tính toán lựa chọn dây dẫn cho phù hợp. Được chưa ạ? Thì khi mà chúng ta đã có các thông số kỹ thuật của các thiết bị điện trong phòng rồi, thì chúng ta sẽ tra trên thị trường xem là TV này công suất điện là bao nhiêu, đấy, laptop này công suất điện là bao nhiêu, hoặc là PC hoặc là cái máy cây ấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem là trên thị trường các thiết bị điện này dùng điện với công suất tiêu thụ là bao nhiêu để chúng ta tính tổng công suất trong một phòng
cũng như là một cái lộ điện sẽ sử dụng điện là bao nhiêu, nó sẽ lập các bảng Excel các bạn nhé. Tiếp nữa là chúng ta sẽ tính tiết điện dây. Thì khi chúng ta đã có cái công suất cụ thể rồi thì tiết điện dây sẽ bằng gì? Bằng I chia G, trong đó I là cường độ dòng điện, đơn vị là ampere, G là mật độ dòng điện cho phép, đơn vị là ampere trên mm vuông. Thì chúng ta đã có cái công thức đó là P thì bằng UI, đúng không? P bằng UI cos phi. Đấy. Sau đó suy ra I sẽ bằng P chia UI cos phi. U cos phi, được chưa? P sẽ bằng UI cos phi và I sẽ bằng P chia U nhân cos phi. Trong đó I tính toán sẽ là I mà chúng ta đã có. Còn I thiết kế sẽ bằng 1,2 1,5 lần I tính toán đối với thiết bị điện chiếu điện và chiếu sáng. Còn I sẽ bằng 2 đến 2,5 lần I tính toán đối với thiết bị động cơ. Cái I tính toán này chúng ta đã vừa lập bản sale rồi. Nó sẽ dựa theo cái mặt bằng này xem là à cái phòng này có bao nhiêu thiết bị điện trong một cái phòng. Đấy, thì thông thường tôi khi mà tôi thiết kế thì mỗi phòng tôi sẽ chia một lộ điện riêng. Đấy. Được chưa ạ? Đó. Thì hiệu điện thế U đối với điện một pha 220V sẽ là 220V, còn đối với điện 3 pha sẽ là 380V các bạn nhé. Các bạn chú ý đổi đơn vị. Đấy, thì chúng ta sẽ y được y đơn vị là ampere. Đấy. Thì cái cos phi là gì? Là hệ số công suất. Thì thông thường đối với các thiết bị điện thì tôi sẽ đặt công hệ số công suất là 0,8, 0,9. Và đối với nhà dân ấy, thì thông thường cái cos phi này phải tăng lên. Bạn chú ý tăng điện tiến đến 1 sẽ là tốt nhất. Đó, nhưng mà riêng đối với nhà mà có cái hệ thống thang máy hoặc các thiết bị điện động cơ với công suất lớn thì chúng ta phải sử dụng cái tiêu chuẩn 9206, 9207, 2012 để chúng ta tính cái cos phi nó cho phù hợp các bạn nhé. Chúng ta cứ áp dụng cái tiêu chuẩn và quy chuẩn là chúng ta thiết kế nó rất là phù hợp. Vì những cái tiêu chuẩn quy chuẩn này thì do bộ quy định rồi. Đấy, cứ áp dụng thì chắc chắn sẽ đúng. Được chưa? Đó. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ bắt đầu tính toán hệ thống chiếu sáng. Thì cái tiêu chuẩn mà tôi áp dụng vào trong cái tiêu chuẩn chiếu sáng ấy là tiêu chuẩn gì các bạn biết không ạ? Là cái tiêu chuẩn 7114-2008. Thì cái tiêu chuẩn này sẽ nói rõ về những cái yêu cầu mà mức độ chiếu sáng ở trong phòng sẽ là như thế nào. Ví dụ như phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ sẽ là mức độ cái độ rọi tiêu chuẩn sẽ là bao nhiêu. Thì độ rọi tiêu chuẩn phòng ngủ thường là từ 100 đến 200 các bạn nhé. Đấy. Phòng thể dục sẽ là 300 chẳng hạn. Đấy, phòng gửi đồ sẽ 200. Đấy, thì những cái tiêu chuẩn, những cái yêu cầu độ sáng độ rọi này thì các bạn sẽ xem cái bảng, xem cái bảng mục 5 yêu cầu chiếu sáng và bảng chỉ số độ rọi hạn chế chói lóa và chất lượng màu sắc cho các phòng, khu vực làm việc và các hoạt động. Đấy. Thì ở đây sẽ nói rõ là khu vực trong nhà sẽ là như thế nào, tòa nhà lâm nghiệp sẽ làm nào. Đó thì ngôi nhà chúng ta là ngôi nhà biệt thự thì chúng ta chú ý tập trung vào cái khu vực trong nhà. Đấy. Thì sảnh, phòng ngủ, rồi hành lang, nhà vệ sinh. Đấy. Hoặc là các khu vực ăn như là bếp, bếp các thứ. Đó thì chúng ta sẽ xem các tiêu chuẩn này. Được chưa ạ? Đây, đây là những cái bảng mà nói rõ về cái độ rọi tiêu chuẩn. Đấy. Phòng bếp, phòng ăn chúng ta sẽ cần nhiều hơn. Đấy thì khu vực cửa hàng này, khách hàng nhà sàn, nhà hàng khách sạn này. Đó, thì ở đây nó sẽ nói rõ về cái độ rọi tiêu chuẩn. Bếp sẽ là 500. Đấy. Thì thông thường đối phòng nghỉ sẽ là 1 đến 200 các bạn nhé. À, phòng ăn, phòng bếp sẽ là từ 3 đến 500, 5 đến 800. Đó. À, phòng chức năng có thể là 200. Đấy, phòng họp thì 500, hành lang thì tầm 100, nhà vệ sinh thì từ 1 cho đến 200. Đấy, thì khi mà chúng ta đã có các thông số độ rọi này, chúng ta sẽ bắt đầu triển khai lên cái phương án mặt bằng cho phù hợp.